Đây là những hình ảnh thường thấy ở các bản làng xa xôi của miền núi Nghệ An. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm thường xuyên của thanh niên miền núi đang gióng lên hồi chuông đáng báo động về một sự lãng phí lớn nguồn nhân lực, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo mà bất kỳ ai cũng phải quan tâm. Gần 30 tuổi, nhưng Vi Văn Châu ở bản Ta Sòi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu vẫn phải sống bám vào bố mẹ đã già cả. Vì gia đình nghèo nên học hết cấp 2, Châu đành bỏ học giữa chừng. Ông Sơn, bố của Châu, đã tìm mọi cách để kiếm cánh nghề cho em, nhưng đành chịu vì không nơi nào tuyển dụng. Thế là ngày ngày, Châu đành đi làm thuê cho các hộ dân trồng keo trong bản kiếm sống cho qua ngày. Con của tôi thì có lớn rồi, năm nay là 30 tuổi rồi, cho nên là không có việc làm ở nhà với cha mẹ vì coi học hành coi như là cũng hết cấp 2 thôi, cho nên không lên cấp 3 thì đi làm họ không có cái bằng cái cấp thì đi làm chi đó, cho nên là cho nên ở nhà với cha với mẹ làm nướng làm rẫy thôi. Bản Tà Sòi có 148 hộ người dân tộc Thái với 713 nhân khẩu, nhưng có đến 79 hộ nghèo. Cuộc sống của bà con hết sức khó khăn vất vả. Cứ đến mùa giáp hạt, thanh niên trong bản lại bỏ đi làm ăn xa, chỉ còn lại những người già và trẻ nhỏ. Theo trưởng bản Lô Văn Dục, thì bản hiện có 48 thanh niên không có việc làm thường xuyên, nên gia cảnh đã nghèo lại càng nghèo hơn. Cơ bản nhất là cái vốn liếng không có, vì nhà nghèo. Cho nên là đi xuất khẩu lao động đi thế này thế nó không đi được, bởi vì không có cái vốn liếng để mà đi. Theo số liệu của huyện Quỳ Châu, thì hàng năm có khoảng 1.600 người trong độ tuổi lao động có nhu cầu tìm việc làm, nhưng con số có được việc làm thường xuyên trong các khu công nghiệp ở trong Nam, ngoài Bắc hoặc đi xuất khẩu lao động nước ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong thời gian vừa qua thì cũng đã có rất nhiều chương trình về hỗ trợ về giải quyết việc làm, rồi đào tạo nghề. Bên cạnh đó thì huyện cũng đã giới thiệu những cái công ty cung ứng xuất khẩu lao động, các đơn vị có chức năng về giới thiệu việc làm, về tham gia cái thị trường tuyển lao động trên địa bàn. Tuy nhiên là người lao động không mặn mà. Cũng nằm trong thực trạng thiếu việc làm cho thanh niên miền núi là huyện Tương Dương. Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, Tương Dương cũng đang phải đối mặt với một thực trạng khan hiếm về việc làm cho thanh niên miền núi. Tốt nghiệp cấp 3 đã gần 4 năm, nhưng em Vang Văn Sáng ở bản Cánh Tráp, xã Tam Thái vẫn loay hoay chưa tìm được việc làm. Bố mẹ và anh em rất lo lắng cho tương lai của em vì không biết tìm đâu ra nghề nghiệp cho con mình, biết học nghề gì và xin việc ở đâu cho con làm. Bà Lương Thị Châu không khỏi âu lo. Bố mẹ cũng rất là muốn cho con học nghề, học ngành thì cũng khó. Bởi vì là mình mà học ngành thì cũng giỏi thì cũng đầu tư cho con học thì cũng lâu, cũng khó xin việc làm. Cũng cùng trang lứa như Sáng, thì trong bản còn có 40 em tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp. Vì các em đều không có tay nghề, và việc được tư vấn, định hướng nghề trong tương lai cho bản thân thì các em còn hết sức mơ hồ. Thậm chí có những trường hợp đã đầu tư nghề nghiệp cho bản thân, nhưng công việc vẫn là con số không tròn trĩnh. Đơn cử như em Lô Văn Duy cũng ở bản Cánh Tráp, xã Tam Thái. Mặc dù đã tốt nghiệp hơn 6 năm, nhưng suốt trong thời gian ấy, dù đã gửi hồ sơ xin việc đi khắp nhiều nơi, nhưng em chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Chán nản, Duy đành tìm những việc lao động chân tay để phụ giúp cho gia đình. Thì em cũng có đi gọi là đi nộp hồ sơ xin việc, nhưng mà các
nhà có chức năng họ nói là không chưa chưa có chưa chưa tuyển dụng về cái ngành y sĩ đông y mà em đi học về. Không có tay nghề thì đã đành, có nghề nhưng khó tìm được việc làm lại đang là vấn đề hết sức đương nhiên ở nông thôn miền núi. Có những trường hợp các em được ăn học đến nơi đến chốn, tốt nghiệp khá giỏi hẳn hoi nhưng công việc vẫn cứ tiếp tục ngoảnh mặt quay lưng. Em Vi Thị Nhiên ở bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, tốt nghiệp đại học với kết quả loại giỏi, nhưng 2 năm qua vẫn chưa được nơi nào tuyển dụng. Thay vì được làm một cái nghề phù hợp với ngành học của mình, thì em vẫn phải quần quanh với cái nghề nấu cơm kiếm củi cho gia đình. Ở xã nhà em, cũng là xã miền núi, thường là đi học về thì cũng vẫn hơi khó xin việc. Một là có nhiều bạn như em thì cũng băng giỏi, nhưng mà về ở xã là thứ nhất là họ chưa có cái tuyển dụng, cứ có vị trí để tuyển dụng mình vào làm. Thứ hai là với lại là có một số bạn thì họ đi học về nhưng mà băng của họ cũng không được loại ưu tiên, nên là ở đây ở các thanh niên ở trong làng nhà em là ít khi xin được việc. Cũng chung hoàn cảnh như Vi Thị Nhiên, sau khi học xong không có việc làm thì xã Tam Đình cũng có đến 160 em đang thất nghiệp ngồi chờ. Tính rộng ra cả huyện thì số thanh niên thiếu việc làm thường xuyên đã lên đến hàng nghìn người, mà nguyên nhân cũng bởi xuất phát từ thiếu đất sản xuất, địa bàn thiếu các khu công nghiệp và các nhà máy, các doanh nghiệp đứng chân. Tương Dương là một huyện miền núi, địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ cao. Trong những năm qua là việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là đồng bào là người dân tộc miền núi là ngại đi làm ăn xa. Thứ hai là một các doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế chế tạo được việc làm tại chỗ cho đồng bào nhân dân. Trong khi đó, lực lượng lao động miền núi vẫn lệ thuộc vào những tập tục và lối sống tự nhiên, tác phong lao động chậm đổi mới, tính năng động sáng tạo hạn chế, ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề. Bên cạnh đó, tư tưởng của người dân còn trông chờ ỷ lại chế độ chính sách của nhà nước, không chịu học nghề, chỉ muốn đi làm ăn tự do hoặc đi xuất khẩu lao động chui sang các nước khác. Bản thân của các thanh niên này là bố mẹ là cũng điều kiện kinh tế khó khăn, nên là họ cũng có nguồn vốn để đầu tư cho con cái để làm mô hình kinh tế. Về chính sách của nhà nước thì cũng đã có các doanh nghiệp đến địa phương để tuyển dụng lao động đi xuất khẩu nước ngoài. Doanh nghiệp đến thì họ cũng chỉ tuyển được một vài người. Sau đó dần dần thì nhiều doanh nghiệp đến họ cũng cùng một tình hình như thế là họ cũng rút dần. Nhiều cái cơ các kia tổ chức đoàn thể của nhà nước họ cũng đến tư vấn nhưng họ không thích đi làm với nhà nước mà thích cái tính là đi tự phát, tự đi làm hồ sơ rồi tự đi, hoặc một số thì là nhờ có mối mai ở ngoài, tức là có người môi giới đưa đi làm, ví dụ như đi Trung Quốc, tức là họ muốn đi là thích về, khi mua là về. Thất nghiệp, thiếu việc làm đã dẫn đến các hệ lụy đau lòng. Nạn chặt phá rừng đang ngày một gia tăng. Các vụ sập hầm vàng liên tiếp xảy ra. Bản làng trống vắng vì nạn buôn bán phụ nữ trẻ em ở miền núi đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. An ninh trật tự trên địa bàn vùng sâu vùng xa đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất khó để huy động được lực lượng thanh niên trong độ tuổi lao động tham gia các phong trào ở địa phương, vì tất cả đều đổ đi tìm cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người. Chung quy cũng vì thiếu việc làm ổn định ở quê nhà để kiếm miếng cơm manh áo. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An, thì hàng năm có hơn 10.000 người lao động ở miền núi có nhu cầu về việc làm. Nhưng số người tìm được việc làm ở vùng sâu, vùng xa còn quá ít ỏi. Rõ ràng bài toán hóc búa về lao động miền núi cao vẫn chưa có lời giải. Hơn lúc nào hết, câu hỏi làm sao để thanh niên miền núi, vùng sâu, vùng xa có thể cày trên thửa ruộng nhà mình đang đặt ra một cách cấp bách hơn lúc nào hết. Cần phải đẩy mạnh các chế độ chính sách
hỗ trợ thanh niên miền núi trong tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, tạo điều kiện cho họ tham gia mạnh mẽ hơn vào quá trình phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo cho họ có công ăn việc làm thường xuyên và ổn định trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Chúng tôi đã tổ chức phân luồng hướng nghiệp, đồng thời là phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Việc làm của tỉnh về để tổ tuyên truyền phổ biến về các cái ngành nghề, rồi công tác xuất khẩu lao động, các cái trường cao đẳng, trung cấp nghề trong tỉnh về để chiêu sinh, mở các cái lớp đào tạo nghề, và trên cơ sở là vừa là tuyển sinh đào tạo tại tỉnh nhưng vừa phối kết hợp liên kết đào tạo tại huyện. Sở Lao động thì đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo để làm tốt cái công tác phân luồng dạy nghề. Sau khi phân luồng dạy nghề thì các trường tập trung đào tạo, tuyển sinh đào tạo. Rồi sau đào tạo thì giới thiệu cho lao động, cho các em đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thì kể cả xuất khẩu lao động. Chủ trương thì chúng tôi ưu tiên tập trung cho các huyện vùng sâu vùng xa. Hiện nay các huyện vùng sâu vùng xa, khu vực miền núi, dân tộc thì cũng có nhiều cái khó khăn trong cái việc làm, đời sống, thu nhập. Chính vì thế cho nên là vừa qua thì nhiều cái phiên chợ giao dịch việc làm đã tổ chức tại một số xã. Thay cho lời kết của phóng sự này là mong muốn của chàng trai Lương Văn Duy ở bản Cánh Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương. Sau 4 năm đi lao động tự do, làm công nhân giày da ở miền Nam, Duy trở về quê hương với một điều ước hết sức bình dị. Đó là sẽ có một ngày, tại quê nhà, Duy và nhiều thanh niên khác có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên để sống được trên quê hương của mình. Đi trong Nam thì làm xa nhà thì nói chung thì tiền này nó làm thì không đủ, vừa đủ tiền phòng trọ và tiền xe về. Thì làm xa thì không được bao nhiêu, nguyện vọng thì muốn ở địa phương là kiếm công việc đi làm ổn định có thu nhập lại